Xin mời đại chúng chúng ta cùng chắp tay niệm Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Thích Ca Mâu Ni Phật. Dạ, con kính bạch quý ni sư, kính thưa toàn thể đại chúng. Hôm nay là sáng thứ hai, ngày 27 tháng 3 năm 2023. Đầy đủ duyên lành, chúng ta được gặp nhau tại chùa Quang Minh thuộc thành phố Houston, Texas, Hoa Kỳ. Sáng hôm nay đại chúng có khỏe không? Đây là buổi sáng bonus. Thưa đại chúng, là nếu Pháp Hòa nhớ không sai thì trước khi ở đây đổi tên Quang Minh, phải không? Là có tên là Cực Lạc hả? Cực Lạc thế giới hay là Cực Lạc thôi? Pháp Hòa nhớ vậy đó. Thì hai đạo hữu Hoàng Tri á, gặp Pháp Hòa đã nhiều năm về trước, đã rất nhiều lần mời về đây, nhưng mà thật tình là chưa bao giờ sắp xếp được một lịch trình về đây. Thì lần này đi thì cũng không có sắp xếp được, nhưng mà gặp ni sư trụ trì thì ni sư cho biết là bây giờ ni sư đã về đây trụ ở nơi này. Thật sự nghe tin đó Pháp Hòa rất vui, vì Pháp Hòa biết bây giờ đạo tràng ở đây đã có một vị trụ trì, một vị ni sư rất là đức hạnh để mà hướng dẫn cho đại chúng. Điều đó Pháp Hòa rất hoan hỷ, vì bất cứ một đạo tràng nào chúng ta đã để công sức thành lập mà không có một vị lãnh đạo tinh thần, một vị xuất gia hướng dẫn thì là một điều thiếu sót. Và khi nghe được đạo tràng này rất trang nghiêm, rất đẹp mà thiếu một vị xuất gia hướng dẫn thì nó giống như một cái chỗ khuyết vậy đó. Thì khi nghe ni sư cho biết là ni sư đã về đây, thì sư nói quá, thành thử ra thôi ráng sắp xếp về đây thăm. Tội nghiệp lắm, gặp sư đâu là sư nói thầy ráng sắp xếp nha thầy. Tới hồi mình hứa xong rồi ráng sắp xếp. Tại vì còn buổi sáng thứ hai này đúng ra là nghỉ ngơi được chút, 10 giờ có chương trình khác. Nhưng mà rồi thì ni sư nói quá, thôi ráng xếp đi sớm một chút chạy qua đây. Tới hồi hứa xong cái ni sư đưa lên chương trình thứ hai, thầy có cho Phật tử được một buổi không thầy? Này là được voi đòi hai bà Trưng nè. Nhưng mà thiệt sự thì Pháp Hòa cũng không ngờ là tuy rằng chỉ có một khoảng thời gian ngắn, tức là chiều hôm qua gặp ni sư tại ở ngoài Kim Sơn mà ni sư nói, rồi đại chúng đã tập hợp được như thế này. Thật là một cái tinh thần ham tu, ham học của quý Phật tử. Với cái tinh thần mà hướng tâm mà muốn cho quý Phật tử được tu học của vị trụ trì rất là cao. Ni sư có quyền không cần làm, tại vì đó là một sự mệt nhọc, phải thức sớm, phải chăm sóc, phải lo. Nhưng mà từ đó mình mới thấy tinh thần của người xuất gia luôn luôn là muốn hướng tâm để cho quý Phật tử, những cư sĩ lúc nào cũng có được cái cơ duyên tiếp cận Phật Pháp. Thì ni sư có lòng, Phật tử có lòng, thì mình đây cũng phải có bụng. Vì vậy mà chúng ta được gặp nhau sáng hôm nay. Và xin kính chào toàn thể đại chúng ha.
Ngày hôm qua đó là xong cái chương trình của Pháp Hòa, ngoài Kim Sơn ra Pháp Hòa còn 3 chỗ. Về tới một cái nơi mình nghĩ là coi như là 10 giờ đêm, 11 giờ đêm. Lúc đó mới được ăn một chút gì suốt cả ngày hôm qua. Rồi sáng rồi cũng phải lay hoay cho tới gần 3 giờ sáng mới đi ngã lưng chút. Rồi sáng nay phải thức sớm để lên đường, tại vì ở xứ Mỹ luôn luôn là kẹt xe. Thành thật phải đi sớm. Vì vậy mà sáng nay được về đây với đại chúng và được ngồi hít thở, ngồi thiền được một chút với đại chúng để thân tâm của mọi người được yên lắng. Thì ở đây quý vị có gì muốn hỏi không? Suy nghĩ đi ha. Rồi trong khi mà Pháp Hòa chia sẻ thì quý vị suy nghĩ. Một là quý vị viết giấy, hai là quý vị có thể hỏi thẳng cũng được, tùy. Nhưng mà Pháp Hòa muốn chia sẻ với đại chúng là hồi nãy quý vị ngồi như vậy đó, quý vị cố gắng làm sao quý vị tập cho mình có mỗi ngày 15 phút, 15 phút thôi. Rồi từ từ mình khá hơn nhiều thời gian nữa thì tốt. Nhưng Pháp Hòa thiệt lòng là năn nỉ. Năn nỉ quý vị làm sao cho mình mỗi ngày 15-20 phút. Đừng có nói mình tu hành gì hết. Cứ nói đây là giờ phút mình cần để yên lắng cả thân và tâm. Tại vì thiền nó có bốn cách. Trước hết thiền là gì? Thiền là gì? Thiền là tĩnh lặng. Đơn giản vậy đi. Nó nhiều nghĩa lắm. Nhưng mà bây giờ Pháp Hòa chỉ nói cái nghĩa đơn giản nhất để cho đại chúng nhớ thôi. Thiền là tĩnh lặng. Mà con người không tĩnh lặng, nghĩa là xô bồ, vọng động, bận rộn. Mà cái người mà lăng xăng thì đâu có đủ định tĩnh. Mà không đủ định tĩnh lăng xăng thì lời nói cũng lăng xăng, hành động lăng xăng và đổ tháo hết. Thí dụ một người mà làm việc gì cẩn thận nhẹ nhàng, để cái gì xuống nó ra cái đó. Còn người chụp giật thì để cái nó méo mó lát nó rớt, đúng không? Mình làm việc gì cũng vậy thôi. Dù là úp cái chén, dù là để một cái muỗng, mà để có cái tâm tư tưởng, cái tâm tĩnh lặng, để cái muỗng, để đôi đũa xuống, nhìn cũng biết liền à. Để một cái chén cơm, một cái bát gì ra, để nó ngay ngắn, còn không thì để nó méo mó. Thì sở dĩ tâm mình như vậy, cho nên nó thể hiện qua hình tướng. Từ cái tướng đi, cách ngồi, cho đến thậm chí những cái việc gì chúng ta làm hàng ngày. Vì vậy cho nên thiền á, không phải là tu thiền là một pháp môn, rồi tu tịnh độ là một pháp môn, rồi mình có những cái tâm phân biệt như vậy. Mà tất cả chúng ta, ai cũng cần cái sự định tĩnh của tâm hồn. Tại sao đời nay, hiện tại, bây giờ con người quá nhiều stress, quá nhiều depression, rồi tiếng Việt gọi là căng thẳng. Căng thẳng, stress, depression là trầm cảm. Tại sao? Tại vì mình không đủ năng lực để tiếp nhận những gì nó đang xảy ra trong cuộc sống của mình. Thế thôi. Nhưng mà nếu người có đủ định tĩnh, đủ khả năng tiếp nhận mọi việc như là, từ đó con người sẽ nhẹ nhàng lướt qua và giải quyết tất cả những khó khăn gì trong cuộc sống. Pháp Hòa đi giảng á, thí dụ chương trình nó đề ra là 6 buổi, chứ thường thường Pháp Hòa bị đẩy ra thêm không à. Nó bị stress đó. Bị stress ra đó. Nhưng mà em không có stress. Tại sao? Tại vì mình enjoy. Mình bị stress nhưng mình không có stress. Hay là nói cách khác là mình stress mà không bị stress. Nghĩa là cuộc sống nó sẽ có những cơn nhồi, nhưng mình học cách nhồi theo những cơn sóng. Mình không để cho sóng nó nhận chìm. Quý vị nhớ Phẩm Phổ Môn có câu đó không? À, đi trên những cơn sóng, niệm sức mạnh Quan Âm, sóng gió không nhận chìm. Vậy thì Phổ Môn là cánh cửa lớn, thì định tĩnh cũng là một Phổ Môn. Chứ không phải Phổ Môn là Phẩm Quan Âm, Phẩm Tụng Cầu An. Mà bây giờ mình biến cái Phẩm Phổ Môn thành ra cái pháp tu của mình mỗi ngày. Cái gì nó đến với mình cũng là Phổ Môn hết. Người ta chửi mình cũng là một môn học. Môn học của nhẫn. Hiểu ý không?
Thí dụ bây giờ Pháp Hòa thưa đại chúng là cánh cửa trước cửa đây là nó là để chữ exit là đi ra, nhưng mà vẫn thấy người ta đi vô mà, đúng không? Mặc dù đây trước mặt mình là để chữ exit là cổng ra, vậy mà người ta vẫn vô. Như vậy vô ra mấy cửa? Một cửa thôi. Hiểu ý không? Nếu cái cửa đó nó được sử dụng một cách linh động, vậy thì nó là phổ. Vì chữ phổ nghĩa là universal. Bây giờ Pháp Hòa đi ngang nhiều cái toilet đó, thấy unisex. Phải không? Quần áo cũng có unisex. Thì cái cửa đó nói là cửa ra, nhưng nó cũng là cửa vào. Thế thì cuộc đời này cũng vậy. Cuộc đời này cũng vậy. Bất cứ cái môn nào nó đến với mình vào được là mình ra được. Mình vào trong đời này là do nghiệp lực. Nhưng giờ có tu rồi, may mắn lắm. Trong cuộc đời nghiệp lực của chúng ta gặp được pháp môn của Phật, thì chúng ta phải đủ pháp môn để đi ra khỏi những cánh cửa trần lao này. Như vậy mới là Phật tử. Phật tử phải có năng lực để vượt trần lao. Tại vì Phật là người tỉnh thức giác ngộ. Ngài không dạy cho chúng ta cái gì gọi là có những ai có thượng căn, người ta cao siêu thì cứ cao siêu. Nhưng giờ mình cứ làm cái chuyện cao siêu của mình là bước vào thì phải bước ra được. Mà bước ra được thì phải bước vào được. Ngày xưa hồi nhỏ Pháp Hòa có học đọc sám có một cái câu: biết đi sao chẳng biết về, biết khôn sao cứ dựa kề bảy hang. Trước kia ta cũng ở thế gian, cũng mê, cũng mết, cũng đàn chuộng ưa. Mình đã từng chuộng hình thức này, ưa hình thức khác. Nhưng bên cạnh đó chúng ta vẫn thích con đường tu tập. Vậy thì tu tập là chúng ta trở về để chúng ta đủ năng lực, chúng ta đi trong cuộc đời hàng ngày của chúng ta. Cho nên thiền không phải là một pháp môn dành riêng cho ai cả, mà tất cả người đệ tử Phật đều phải có tu thiền. Thiền là định tĩnh của thân và tâm. Khi mình ngồi yên lắng, thân mình không còn nhúc nhích nữa, mắt mình không còn nhìn ngó ai nữa, tai mình không cần phải nghe bất cứ tiếng gì nữa, mà nếu có nghe là nghe tiếng lòng. Nghe cái thân mình nó đang nói với mình, nó đang đau chân, nó đang mỏi lưng. Biết được cái tâm mình nó đang lăng xăng, mà mình thấy được mình, biết được mình là hạnh phúc tối thượng. Có nhiều khi mình biết thiên hạ không mà biết mình vỗ ngực xưng danh. Trời, muốn biết chuyện nhỏ đó không hỏi tôi. Muốn biết cái gia đình đó không hỏi tôi. Gia đình nó từ lớn tới nhỏ tôi rành 6 câu. Trời, mình anh hùng mấy chuyện đó lắm nha. Và thưa đại chúng, cái đó không phải là mình giỏi đâu. Cái đó là bận rộn đó. Tại sao? Tri sự thiểu, thời phiền não thiểu, thức nhân đa xứ thị phi đa. Biết việc ít thì phiền não ít. Tri sự thiểu, thời phiền não thiểu. Biết việc ít thì phiền não ít. Phải không? Quen biết nhiều, thị phi nhiều. Thức nhân đa xứ, thị phi đa. Mình biết người nhiều quá, nhúc nhích, gì người ta cũng biết hết. Cho nên làm sao để mình có rất nhiều việc phải làm, nhưng những việc đó là những việc chúng ta phải tiếp nhận, phải hành xử, phải giải quyết, nhưng nó không là một cái khổ đau, nó hệ lụy, nó dính bận trong lòng mình. Và chỗ đó là chỗ của Kinh Kim Cang đó: ưng vô sở trụ, nhi sanh kỳ tâm. Đừng để tâm mình trụ bất cứ một cái cảnh duyên nào. Hằng ngày mình vẫn tiếp xúc, vẫn nói năng, phải làm việc, nhưng tất cả chỉ là đối tác, đối tượng, mà đừng để dính mắc. Thí dụ người ta nói mình một câu nặng, mình trụ vô đó mình khổ đó.
ta nói xong rồi nhiều khi ta vô tình ta về ta ngủ ngon lành, tự nhiên mình hữu ý, người ta thì vô tình, mình thì hữu ý. Cái này gọi là tình đơn phương đó, phải không? Người ta không thương mình mà mình cứ thương người ta miết. Ta nói xong ta về nhà rồi mình ôm ấp một người đó, mình ôm ấp cái lời nói của người đó, rồi mình trụ vào cái lời nói đó, mình khổ không? Đó. Rồi đó là lời nói khó nghe, mà lỡ người đó nói một lời nói quá dịu dàng, quá dễ thương, cái đau khổ hơn nữa. Làm sao để gặp được người đó? Có ai thấy người đó đâu không? Rồi nhắm mắt lại cũng thấy người đó cười. Bữa nào vì mình nhớ lại cái chỗ mình gặp người đó, cho nên mình sẽ tìm mọi cách trở lại chỗ đó và ngồi ngay góc đó. Và mình sẽ ôn lại ngày trước mình ngồi đây và ngó qua kia, nhìn xéo xéo thấy người đó. Khổ không? Khổ luôn. Cả hai đều phải là phiền não không? Đều là phiền não hết. Nhưng mà một bên là phiền não êm ái, một bên là phiền não không êm ái. Ai chọc mình tức, mình giận, mình nói ô phiền não, đó là phiền não không êm ái. Nhưng nếu một người nào làm cho mình phải lòng nhung nhớ, khó chịu gì, không gặp được người đó, nó cũng một dạng phiền não đó, nhưng mà phiền não êm ái. Tại vì tâm mình vốn bình an, chưa quen biết gì người đó, mình bình thường lắm, mình nói năng thoải mái, hồn nhiên lắm. Nhưng mà tự nhiên một người đó làm cho mình mất hồn, phải không? Thành thử đó, quý vị thấy được cái chỗ đó không? Cho nên đừng hiểu lầm phiền não là khi nào ai chọc mình tức. Những gì trong lòng mình không còn an nữa đều là phiền não hết. Chẳng hạn như ăn mà lạc một chút mà ngồi chê hoài, lạc nhách khó ăn quá, muộn. Lạc nhách khó ăn quá, muộn thứ hai. Ăn lát hết tô luôn mà cũng lạc nhách. Ăn một tô bún, tô mì, bất cứ một tô gì mà cứ ngồi chê lạc quá, ăn trong phiền não. Mình chỉ cần nói thí dụ lỡ theo cái thói quen là lạc quá khó ăn. Rồi nếu khó ăn, kiếm muối, kiếm nước tương gì dạ vào đi, để mình khỏi phải ngồi đó nói hoài. Nhưng mà ăn tô lạc quá khó ăn quá, lát người đó ngồi xuống, lạc ha, khó ăn ha. Nói suốt, phiền não không? Phiền não. Mà mình đâu có biết, mình đâu có biết mấy cái đó là phiền não đâu. Khi mình biết được nó là phiền não, cái đó gọi là định tĩnh, cái đó là tu thiền. Thiền là khi mình nhận diện được những gì đang xảy ra ở thân tâm của mình. Như vậy mình cần cái đó không? Cần. Lỡ mình nói lỡ lời, nhớ trực lại liền. Thay vì hồi xưa mình để cho nó cuốn lôi, nói 10 câu khó nghe, giờ mới nói con câu giật mình lại, tại sao mình nói kỳ vậy, dứt lại liền. Đỡ không? Đỡ lắm. Cứu vãn tình thế. Mà Phật tử mình, mỗi người chỉ cần ý thức như vậy thôi, chùa nó im lắm. Bà kia bà lỡ nói một câu cái mình đâu chịu thua, mình kiếm câu mình trèo lên lại. Đó vàng đây cũng kim ngân, kia được 10 phần đây chính có dư. Anh hùng lắm á. Bà bùng một hả, tôi ngày rằm. Rốt cuộc làm sao? Chùa lộn xộn, phải không? Gia đình mình cũng vậy. Ông nói tôi một câu, tôi phải nói lại một câu. Ông là chồng thì tôi cũng vợ chứ bộ. Tôi con gì ông mà tôi phải nghe ông. Gia đình lộn xộn. Tại mình không yên, cho nên rồi mình bị phiền não bởi một cái lời nói đó. Cho nên tu tập nó không có gì xa xôi hết á, nó rất gần trong đời sống của chúng ta. Hạnh phúc chính là con đường. Mà hạnh phúc đôi khi vui lắm khi mình nhận ra được những cái sai lầm của mình. Thật lòng á, nhiều khi Pháp Hòa lỡ lời á, mà mình nhận diện ra được á, mặc dù mình có buồn là tại sao mình còn lỡ lời, nhưng bên cạnh đó mình cũng vui. Ít nhất mình cũng nhận ra được cái sai lầm của mình, mình cái lỡ lời của mình. Mà trong cuộc sống khó tránh lắm. Nhưng mà quý nhất là người không có lỗi, quý thứ hai là lỗi mà biết nhận. Tại vì đôi khi chúng ta không chịu nhận lỗi, mà chính cái không nhận lỗi đó, chúng ta gom nó để cái người mình không nhận lỗi thì người ta sẽ chấp vào cái lời nói của mình, người ta trụ vào cái lời nói của mình, người ta để đó một bên. Rồi mình nó cũng chấp vào cái chuyện mình không có lỗi, mình cũng có một cái. Hai bên có hai cái cách
nhìn khác nhau. Và khi chúng ta gặp nhau, chúng ta không tương kiến tương đồng. Thành thử mặc dù chúng ta lúc nào cũng nói hòa đồng, phải không? Nhưng mà chúng ta gặp nhau, chúng ta không hòa và không đồng. Cho nên vợ chồng cũng phải có những cái đồng. Đức Phật dạy trong kinh, vợ chồng phải có bốn cái đồng. Thứ nhất là phải đồng tính. Tính này là niềm tin, phải cùng một niềm tin. Thứ hai là phải đồng giới, nghĩa là chúng ta cùng tu. Thứ ba là đồng thí, nghĩa là cùng ban cho. Thí dụ như hàng ngày mình phải chăm sóc cho nhau. Đối với nhau thì là có sự chăm sóc, còn đối với bên ngoài chúng ta có sự chia sẻ. Và chăm sóc nhau đó là bố thí đó. Thí dụ như vợ bệnh, giờ con nó lớn nó ra riêng hết rồi, còn hai vợ chồng già sống với nhau, mình nên quan tâm nhau một chút. Mặc dù hàng ngày vợ là người nấu cho mình ăn, chăm sóc mình, nhưng hôm nào vợ bệnh, mình chăm sóc ngược lại vợ, đó là một sự an ủi. Quan tâm: thôi bữa nay bà bệnh, bà đừng lo về tôi hết, đồ ăn thiếu gì không có tôi chạy ra ngoài tôi mua, ngoài ra bà có cần gì không? Trời đất ơi, nhiều khi vợ ông nằm đau trong phòng bệnh một tuần lễ, ông không buồn bước vô, mặc dù cái đó kêu cái buồn. Cái phòng người miền Nam kêu cái buồn, nhưng mà chẳng bao giờ mình buồn bước vô. Thành thử ra nó cuộc sống nó thiếu cái sự ban cho, gọi là gì, không có đồng thí. Vợ thì hàng ngày thí cho mình quá trời sự chăm sóc, nhưng cuối cùng khi vợ bệnh mình không có chăm sóc. Có nhiều khi ngược lại, chồng chăm sóc mình, mình không bao giờ quan tâm chồng. Có đôi khi cha mẹ chăm sóc mình, nhưng mình không bao giờ mình quan tâm đến sự chăm sóc, mà mình còn phiền não sự chăm sóc đó nữa. Quý vị hiểu được chỗ đó? Đồng tính, đồng giới, đồng thí, đồng tuệ. Đồng tuệ là cùng một hiểu biết giống nhau. Mình cũng muốn sự chăm sóc, sự an ủi, sự thương yêu, thì người kia cũng thế, chứ không phải chỉ một người. Cho nên mình có được những cái hiểu như vậy, cuộc sống tự nhiên nó nâng cấp. Thường thường nhà người ta hay dùng cái từ là xuống cấp. Rồi phải làm gì để nâng cấp? Nhà thì muốn nâng cấp, tiền thì muốn nâng lương, mà tình cảm không có nâng. Không có chịu chăm sóc cái tình cảm đó thì làm sao mà nó được trọn vẹn. Cho nên mình Phật tử mình tu đơn giản vô cùng. Làm sao cuộc sống hàng ngày của chúng ta có cái nhìn đối với người thân, để trái tim này nó rung cảm và nó đi tới hành động, phải không? Cho nên thấy Đức Văn Thù không? Tượng trưng cho hiểu biết. Đức Phổ Hiền tượng trưng cho chăm sóc, thương yêu. Cho nên Văn Thù là trí tuệ, Phổ Hiền là hạnh nguyện. Đã hiểu thì phải đi tới hành động. Đã hiểu thì phải tới hành động. Mà muốn hiểu được cái đó phải có cây gươm trí tuệ. Cho nên Ngài cầm cây gươm, cây kiếm. Nó Bồ Tát gì mà dữ quá, cầm cái gươm thấy ớn. Cầm cái kiếm đó là kiếm của trí tuệ. Chỉ có trí tuệ mới đủ khả năng chặt đứt mọi phiền não, mọi vướng bận, mọi gút mắt ở trong lòng. Mình không có đủ cái trí tuệ mình không làm được. Cái gì nói mình cũng buồn, câu nào nói ra mình cũng khổ. Cho nên rồi sao rốt cuộc á, mình cứ nói trời ơi cuộc đời này rất là khổ. Đúng, tại vì mình đụng đâu khổ đó mà. Đó. Cho nên mình chỉ có một lối đi vào mà không lối đi ra. Cái đó là một quán chiếu. Cho nên bắt đầu từ hôm nay, mình sẽ hiểu chữ Phổ Môn một cách rộng rãi hơn nữa. Phổ Môn không phải chỉ là một phẩm kinh ở trong kinh Pháp Hoa, mà Phổ Môn là cánh cửa để cuộc đời mình ra vào tự tại. Mình vào đời được, mình ra đời được, mình vào đời được, mình vào đời được, mình ra đời. Tùy theo cách nói, có người nói vào đời, có người nói ra đời. Đứa nhỏ bữa nay nó ra đời rồi, đứa nhỏ bữa nay nó chào đời rồi, phải không? Nhưng mà mình ra cái thân thôi mà không ra cái tâm.
Cũng giống như nhiều người đi xuất gia vậy, vô chùa ở vậy thôi, kêu lại gì thân xuất gia nhưng mà tâm không xuất gia. Vào chùa thì có cạo đầu, có mặc áo cỡ chùa, nhưng mà tâm tánh y như người đời, thì cái đó gọi là thân xuất gia mà tâm không xuất gia. Nhưng mà có những người ngược lại, chưa đủ duyên xuất gia nhưng tâm hồn người ta tự tại, không bớt đi những cái phiền não, gọi là thân không xuất gia mà tâm xuất gia. Vậy thì chữ phổ là rộng, bất cứ cái gì nó đến với mình, à đây là một pháp môn nha. Người ta chửi mình đó là pháp môn nhẫn nhục, nhưng mà nếu mà người ta tâng bốc, người ta khen mình đó là một pháp môn để mình tu, khen mà không vướng, phải không? Quang mà không vinh. Mình có nhiều cái thành tựu, nhưng đừng lấy cái thành tựu đó làm cái quang vinh, làm cái tự, là cái tự mãn của mình. Cho nên nó đều là phổ môn để mình tu hết. Mỗi người chúng ta có một pháp môn khác nhau. Nhiều khi mình sống với một người, người đó luôn luôn cho mình pháp môn nhẫn nhục. Nhiều khi mình sống với một người mà người đó luôn luôn cho mình phải pháp môn là phải hành động, phải đi tới giúp đỡ. Tại chính thân người đó làm được và không bao giờ chịu làm, cái gì cũng biểu mình làm cả. Nhưng mà giờ không lẽ sống chung gây hoài sao? Nói cũng phải làm, im lặng cũng phải làm. Vậy thôi im lặng làm cho đỡ mệt. Im lặng làm cho đỡ mệt. Tại vì vừa làm đã mệt thân rồi, nói thêm mệt miệng nữa, mà phải suy nghĩ lời nói gì nữa. Khổ quá, phải không? Thành thử ra thưa đại chúng, học được như vậy, tu được như vậy là nghĩa của chữ quang minh. Vì chữ quang là ánh sáng của ban ngày mặt trời, chữ minh là ánh sáng của mặt trăng ban đêm, ngày đêm an lành là quang minh. Chữ minh á, khi chữ Hán người ta viết á, người ta ráp lại hai cái ánh sáng, chữ nhật với chữ nguyệt. Nếu chữ nhật một mình là ánh sáng của mặt trời, đọc là nhật. Viết chữ nguyệt nghĩa là ban đêm, ánh sáng của trăng. Mà mặt trời, mặt trăng, hai chữ nó đi với nhau là minh. Đấy không? Mà minh là ánh sáng, mà nếu mà tách hai chữ đó ra là quang minh. Chữ quang là biểu tượng cho ánh sáng, mà chữ minh là hai chữ mà. Mà minh thì không phải chỉ ở ban đêm, mà nó có cả ban ngày. Người sống tỉnh thức cả ngày đêm là minh. Nói cách khác, nguyện ngày an lành, đêm an lành, đêm ngày sáu thời đều an lành. Nguyên cái bài đó nó diễn đạt chữ quang minh đó. Mình ngày nào cũng ước hết á, mà riết tu làm sao chèm nhẹp là nó không ước. Nguyện ngày an lành, đêm an lành, đêm ngày sáu thời thường an lành, tất cả các thời đều an lành. Nói trên đêm ngày sáu thời thường an lành, sợ Phật không biết Phật chia sáu thời, nói một câu tất cả các thời đều an lành. Nói xong rồi van xin, xin nguyện từ bi thường gia hộ. Từ bi là gì? Tình thương. Mà có tình thương thì sẽ làm cho mọi việc an tất cả. Mình thương chùa, ráng nhịn nhau để chùa yên. Mình thương con cái, ráng nhịn nhau để con cái đỡ phải stress với những cái cơn gây gỗ của cha mẹ. Tất cả những việc làm của chúng ta mỗi ngày đều xuất phát từ tình thương hết. Có đôi khi mình nhẫn, không phải nhục, mà nhẫn để thể hiện tình thương. Có khi nhẫn để yêu thương, có khi nhẫn để tìm đường thoát thân. Có nhiều khi con nó ngủ trên tay mình, tê cả tay, thậm chí tê cả người mà không dám nhúc nhích, vì mình sợ con nó thức giấc. Tại sao mình phải chịu khổ cả thân mình trong một khoảng thời gian mấy tiếng như vậy? Chỉ tình thương với con thôi. Mình đâu có không thương, đâu có làm được. Tại sao mình có thể thức cả đêm mình nấu cho con mình ăn được? Tình thương thôi.
Tại sao mình có thể dọn dẹp nhà cửa trọn một đêm được? Tại vì tình thương thôi. Cho nên đôi lúc cuộc sống này có những cái khó khăn chúng ta phải làm, chúng ta phải lướt, nhưng không hề khổ chút nào, bởi vì tất cả đều từ tình thương mà ra. Chiều hôm nay, chiều hôm qua Pháp Hòa nhận lời, sáng hôm nay đến đây mọi việc được ngăn nắp, được một cách trang trọng. Điều Pháp Hòa không muốn nhưng mà thể hiện, ni sư cũng như đại chúng đã thể hiện điều đó. Không có thương đâu có làm. Cho nên quý vị cứ nhớ, rủi mai này mình phải làm gì, mình cảm thấy phải khó chịu, đừng để khó chịu đó nó tác động, nó làm mình đây là khó chịu, nhưng tôi sẽ chịu khó. Cho nên tu là gì? Là chuyển đổi. Tu là chuyển đổi. Đây là khó chịu, nhưng tôi biết chuyển đổi nó thành chịu khó. Đây là chỗ ngục tù, nhưng vì tôi có tu, phải không? Người ta đưa cái dấu huyền, tôi cất dấu huyền để tôi để tu thôi, phải không? Cho nên ai nói gì sốc mình nghe tỉnh bơ. Bạn mình nói trời ơi, nó nói gì mà bà im lặng à, bà ngu dữ vậy. Nói dạ tôi không có ngu, mà tại tôi tu. Tôi tu chứ đâu có ngu. Tôi đâu có ngu mà tôi không hiểu ta đang nói gì, nhưng mà tại tôi tu. Mà tôi không cần khoe khoang, tôi không cần khoe khoang và thể hiện, tại vì nó là chuyện bình thường trong cuộc sống. Nhường người ta đi một chiếc xe, đâu có cần phải la làng, ê bữa nay tôi nhường người ta đi đó. Đó là tu rồi. Nhiều khi mình nhường người ta để người ta đi, gì xe phải không? Người ta có chuyện gấp, cứ nghĩ vậy mà đơn giản thôi. Nhiều lúc đi máy bay, tới cái chỗ đó nó trễ, có những người bị trễ chuyến bay, thì cái người mà tiếp viên hàng không họ nói sao? Quý vị nào không có việc gì gấp phải đi, xin ngồi lại nhường đường cho những người bị trễ máy bay. Chúng ta sẵn sàng ngồi lại nhường đường cho người khác đi. Hình như trong bài tình yêu nó cũng có vậy đó. Thôi anh xin đứng lại nhìn nhường đường em đi. Yêu đâu cần phải có nhau. Nhiều khi mình chỉ cần nhường nhau thôi. Thôi em có hạnh phúc thì anh đây cũng vui rồi. Không? Tại vì cuộc đời nhiều khi làm sao? Không lấy nhau được mới nhớ hoài ngàn năm. Còn gần được rồi thì chán lắm em ơi. Hiểu được chỗ đó. Thành thử đó tu hết. Tu hết mà không cần phải nói mình tu gì cả. Nhiều khi mình hơn người ta một chiếc xe, nhưng mà cuối cùng lãng ra tới ngoài trời ở trước mình cả ngàn chiếc kìa. Thật ra cứ nghĩ như vậy, mình hơn được một người mà mình đâu có hơn được vạn người, thì để làm gì? Mà hễ mình hơn người ta, mình lấn lướt được người ta, chắc gì người ta ngồi trong xe người ta không chửi mình không? Tại vì sao? Tại mình từng làm vậy đó. Ai mà lướt mình cái thằng quỷ. Phải không nè? Cứ như vậy mà mình quán thôi. Mình chửi người ta được thì người ta cũng chửi mình được. Vậy muốn bị chửi mỗi ngày trên đường đi không? Không thì nhường. Mà nhường thì gọi là tu. Mà tu đâu cần khoe. Mà như vậy đạo Phật nó ở đâu? Nó ở chỗ mình lái xe đó. Vậy thì mình tại sao phải treo Phật ở trong xe? Đâu phải để Phật phù hộ. Phật nhiều khi cũng khổ với mình. Mình lái nhanh muốn chết, Phật chóng mặt muốn chết mà Phật đâu có nói. Trời ơi, mình lách chỗ này, mình quẹo chỗ kia, mà Phật phải ngồi lắc suốt trên xe. Đó, Phật ngồi lắc suốt trên xe mà Phật đâu có than với mình đâu. Phật nói, lái từ từ con. Con mà accident là Phật cũng văng ra xe đó. Như vậy thì mình treo Phật trong xe, không phải Phật phù hộ mình. Nhưng mà Phật đủ khả năng nhắc nhở mình slowly down. Con thương Phật không? Phật đang ngồi đây nè. Con lái chậm chậm cho Phật đỡ khổ. Như vậy thì Phật độ con bằng cách Phật ngồi đây để cho con lái chậm. Phật ngồi đây để cho con đừng có overspeed. Phải không?
Như vậy mình treo Phật không phải Phật ở trong chiếc xe đó, nhưng mà Phật đủ khả năng nhắc nhở cho mình. Hiểu được như vậy, treo Phật trong xe không có mê tín. Còn mình nghĩ rằng Phật phù hộ mình để mình lái xe đừng accident, để Phật treo trước, dán Phật ở ngoài sau, hai bên hông hai chữ vạn, treo cái gì cũng vậy thôi. Mà nếu không lái đàng hoàng là bằng lái bị treo. Đeo Phật ở đây, đeo Phật ở đây. Người ta mới nói là đeo coi chừng, mình đi chỗ nào không có vệ sinh tội nghiệp Phật, hả miệng ra đút Phật vô miệng. Giấu Phật á, tại vô washroom sợ Phật ngửi. Mình đưa Phật nguyên cục vô miệng mình vậy, nguyên si vô miệng mình không sao à. Phật đeo đây là nhắc Phật tâm, Phật lòng, phải không? Phật để ngay đây để nhắc mình. Cho nên người Phật tử, chúng ta có thể làm được những gì chúng ta muốn, nhưng chúng ta phải hiểu chúng ta đang làm gì, để chúng ta không mệnh danh là mê tín. Quý vị để hình Phật quý vị thờ. Hỏi tại sao phải để thờ? Tại tôi muốn cúng Phật phù hộ tôi. Nói vậy cho ta nói mình mê tín. Tôi để Phật để nhắc nhở tôi. Đi ngang Phật cúi đầu. Sáng đi làm xá Phật con đi làm, chiều đi làm về xá Phật con mới về. Phật tượng để đó, Phật không đủ khả năng ban phước cho mình, nhưng mà tượng Phật ngồi đó đủ khả năng nhắc mình tu. Vậy tượng Phật nhắc mình tu chứ không phải Phật cho mình phước. Nhưng mà Phật có khả năng giúp mình tạo phước. Quý hiểu được điều đó không? Cho nên ngày xưa có một ông cư sĩ, một vị vua nói với ngài Huyền Trang: trẫm trong ba ngôi tam bảo, trẫm chỉ tin hai bảo thôi, đó là Phật bảo và Pháp bảo, còn tăng bảo trẫm không phục, trẫm không kính. Ngài Huyền Trang mới nói: khi hoàng thượng muốn cầu mưa lúc hạn hán, hoàng thượng phải tạo con rồng để làm lễ cầu mưa. Vậy con rồng đó bằng đất mà tại sao hoàng thượng phải lạy, phải cầu? Cũng như thế, tượng Phật để đó, tại sao hoàng thượng lạy? Phật không ban cho hoàng thượng phước, nhưng mà tượng Phật có khả năng giúp hoàng thượng tu phước bằng cách là khiêm cung lễ bái. Tăng cũng không thể ban phước cho hoàng thượng, nhưng tăng có khả năng giúp hoàng thượng tạo phước, khiêm cung, cung kính. Cũng như vậy thôi. Có một vị đó mới hỏi Pháp Hòa: tại sao trong chùa hay làm mấy cái cảnh đó, con nai, mấy cái cảnh vườn Phật á, rồi không lẽ mỗi lần tụi con lại Phật, tụi con lại luôn con nai sao? Trời, chấp đến mức vậy phải không? Pháp Hòa nói: vậy chứ tại sao mình cứ treo tùm lum trong nhà đó, đi mua vô mấy cái home sense, mua đủ hình đủ tượng vậy đó. Rồi bây giờ mình, nếu mình nói là mình không lại cái con nai, vậy cái bát hương mình để đó, mình lại Phật, mình lại luôn bát hương đó, mình lại luôn chân đèn, mình lại luôn cái ly nước đó, mình không thắc mắc gì, tự nhiên thắc mắc với con nai. Quý vị hiểu ý không? Thành thử ra trong cái 10 hạnh phổ hiền nó có cái câu là: nhất giả lễ kính chư Phật, nhị giả xưng tán Như Lai. Ngạ lễ kính chư Phật là bất cứ cái gì chúng ta cũng kính hết, chứ không phải tượng Phật không. Đây, cái chuông này, khi bưng cái chuông bưng hai tay, xài cái tọa cụ bồ đoàn xong phải cất cho ngay ngắn, dùng quyển kinh xong cất quyển kinh lại cho đàng hoàng, những cái hành động đó không phải lễ kính sao? Phải không? Lễ kính chư Phật đây là biểu bày tỏ cái lòng cung kính, nhưng mà tất cả chúng ta đều phải kính giống nhau, dù là người hay vật. Trải cái khăn bàn, trải cho nó ngay, lỡ nó nhăn nheo, ủi cho nó thẳng. Xin phép đại chúng là cái áo mình mặc mình còn phải trang chỉnh chu mà, thì huống chi là những cái khác. Mình chỉnh chu cái áo đó là mình kính. Vậy thì vật, người mình đều kính. Nhưng người xấu mình cũng kính, người tốt mình cũng kính. Chỉ có điều là người xấu thì không có gì để mình tán dương,
Cho nên mình phải đi tới câu thứ hai là nhị giả xưng tán Như Lai. Kính thì kính chung, mà xưng tán thì tùy việc. Việc nào người ta tốt mình xưng tán. Cho nên Đức Phật chúng ta thường gọi là Tán Dương. Chữ tán nghĩa là gì? Tán cái tên, ca tụng cái tên người đó. Còn dương là bày tỏ việc làm của người đó, gọi là tán dương. Thí dụ mình mời lên, mình nói tôi xin giới thiệu, đây là ông Nguyễn Văn A, đó là tán đó. Ông là một người giàu lòng, từ bi, giúp đỡ cho rất nhiều người trong lúc cảnh khổ, đó là dương. Mình ca ngợi cái tên của người ta, mình tán dương việc làm của người ta. Đức Phật cũng vậy. Mình ca ngợi Đức Phật trước. Phật là đấng từ bi giác ngộ, lập đạo tràng tế độ chúng sanh. Tán dương xong, chí tâm đảnh lễ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nói lên những đức hạnh của Phật, những việc làm của Phật. Thì sau đó chúng ta xướng danh Phật, chúng ta lễ. Chúng ta ca ngợi giáo Pháp. Pháp là con đường sáng, dẫn người thoát khỏi mê, đưa con trở về sống cuộc đời tỉnh thức, nhất tâm kính lễ tất cả chánh pháp trong mười phương. Thí dụ vậy, cho mình tán dương. Thì hôm nay, buổi sáng này, Pháp Hòa chỉ có vài lời nhắc, và xin thưa đại chúng là cố gắng. Quý vị ngồi làm sao mỗi ngày, cái cách hồi nãy đó, 15 phút. Lâu ngày mình quen rồi, tăng lên 30 phút. Ngồi lâu, quý vị niệm Phật cũng được. Quý vị ngồi quán hơi thở cũng được. Còn ai dễ bị vọng tâm, suy nghĩ ra đó, thì bây giờ mình suy nghĩ những cái câu ngắn để mình giúp phối hợp theo hơi thở của mình. Thí dụ như khi mình hít vào, mình nói tĩnh lặng. Khi mình thở ra, mình nói mỉm cười. Khi mình nói, thí dụ mình nói thân an, tâm nhẹ. Mình tạo những cái chữ gì mà nó rất là tích cực. Mình ngồi 10 phút với những câu nói như vậy, tâm mình không nghĩ gì nữa hết, chỉ một việc đó thôi, hơi thở và những cái lời nói positive. 10 phút sau, 15 phút sau, một ngày mệt nhọc, khỏe ra, nhẹ ra. Pháp Hòa đi giảng, quý vị thấy Pháp Hòa làm việc nhiều lúc mệt, nhưng mà cách đó Pháp Hòa thiền, ngồi tĩnh lặng tưới tẩm, làm cho thân tâm mình bình an trở lại. Nhiều khi Pháp Hòa chỉ cần 5 phút nhắm mắt thôi, đủ năng lực trở lại để làm việc. Cho nên đừng có phân biệt tu thiền tu tịnh gì cả. Cứ nghĩ đơn giản là đây là thức ăn của tâm. Vì mỗi ngày mình ăn uống để cho cái thân mình, sáng ăn, trưa ăn, chiều ăn. Mà nhiều khi tối đi ngủ nói sáng mai ăn gì. Đang ngồi ăn sáng hỏi trưa nay ăn gì. Đang ăn trưa hỏi chiều nay ăn gì. Đang ăn chiều hỏi tối nay ăn gì. Mà không có nghe nói sáng nay ngồi thiền mấy phút, trưa nay mình tụng kinh gì, tối nay mình gì, không có. Như vậy rõ ràng mình là Phật tử mà lo ăn không. Không lo ăn cho cái thân, lo thức ăn cho thân mà quên thức ăn của tâm. Mà khi khổ thì tâm nó khổ, chứ đâu ai nói khổ thân, nó khổ tâm. Mà tâm khổ mới là thống thiết của cuộc đời. Vì Phật cho mình phương pháp trị liệu thân tâm. Hễ tâm mà yên, thân nó khỏe. Quý vị để ý, thân tâm mà vui vẻ coi, thoải mái lắm. Ăn gì cũng ngon, thậm chí ngủ ít mà vẫn tỉnh. Không, mà ăn dở cũng thấy ngon, mà không ăn vẫn thấy no. Mà tại sao ngược lại cái khúc lúc mình khổ nó y hệt vậy luôn, mà ngược lại ăn không vô, ráng nuốt. Nói toàn là những câu nghe rất tích cực, tiêu cực thôi, ráng nuốt, ăn đắng quá, ăn không có phiền hương vị gì hết. Phải không? Khi khổ một cái rồi tất cả cái khác nó khổ theo, mà khi vui một cái rồi thì tất cả cái khác nó vui theo. Mà mình lúc nào cũng nói muốn vui. Muốn vui thì phải tu. Mà tu là gì? Là nhìn lại những cái chuyện lặt vặt trong cuộc sống đó. Không có phải gì cao siêu đâu. Cho nên không cần mình phải nói bát nhã, niết bàn gì cả. Bát nhã là gì? Là trí tuệ. Niết bàn là gì? Là tịch tỉnh. Nói nghe thì cao siêu, mà cách sống của mình mỗi ngày chính là trí tuệ và bát nhã và niết bàn đó. Hễ tâm yên là niết bàn.
đủ khả năng dứt mọi khổ đau trong cuộc sống hàng ngày lặt vặt đó là Bát Nhã, chứ đâu cần mình phải nói gì cao siêu. Một cái chuyện gì nó đến với mình cảm thấy nó không cần thiết để mình bận tâm là Bát Nhã, bỏ nó được ra rồi tâm yên là Niết Bàn. Cho nên không cần nói Niết Bàn Bát Nhã, mà mình đã thể hiện cuộc sống của mình qua cái giáo lý của Bát Nhã, của Niết Bàn. Cảm ơn đại chúng. Có ai có thắc mắc gì không? Dạ, có ai có hỏi gì không? Dạ, đưa cái mai ha. Khỏi hả? Dạ. Dễ hay khó? Khó thì trả lời nha. Kính Phật Thầy, nãy giờ con nghe Thầy giảng, con cứ nghĩ sao Thầy đọc được suy nghĩ của con. Con xin Thầy một lời khuyên cho con và những người đang bơi ngược dòng nước để không bị đuối. Ô Phật. Quý vị có nghe rõ câu hỏi không? Đức Phật có dạy một bài kinh. Bài kinh này Pháp Hòa đã từng giảng rồi. Quý vị nào muốn thì search lại cả chục năm trước rồi. Bài kinh này có tên là Người Nhảy Khỏi Nước. Đức Phật nói có những người như đi trong nước. Có người bị nước trôi, có người đi ngược nước, có người dừng lại, có người nhảy lên. Thì cuộc đời mình cũng vậy thôi. Có nhiều khi mình đi ngược dòng đời, nhưng mình không đủ lực cho nên mình bị trôi ngược lại. Có khi mình trôi ngược, có khi mình trôi xuôi, mà cũng có khi mình bị trụ lại. Nhưng mà người tốt nhất là người biết nhảy lên bờ. Cuộc sống hàng ngày cũng vậy. Mình hãy nhìn lại coi mình đang bị trôi kiểu nào. Mình đang trôi theo xuôi hay trôi theo ngược. Có nhiều khi mình đi ngược mà không ngược. Chẳng hạn như người xuất gia là đi ngược dòng đời đó. Người ta để tóc mình cạo đầu, ta mặc đồ đẹp thì mình có một màu đen thôi. Hôm qua Pháp Hòa có chọc một bác Phật tử, bác đi theo Pháp Hòa 3 buổi giảng, bác mặc 3 cái áo dài. Pháp Hòa mới chọc qua nói, người ta lên sân khấu chính thức mà có một cái áo dài à, mình là khán giả đi coi mà 3 cái áo dài. Khi mà mình đi ngược á, nhớ người tu giống như đi ngược phải không? Gọi là nghịch lưu. Người đi tu là mình sống cuộc đời là nghịch lưu. Nhưng mà trong cái nghịch này để làm gì? Để thuận. Nghịch mà là thuận. Tại vì sao? Tại vì chúng ta nghịch nhưng chúng ta không chống đối. Nghịch để giáo hóa, nghịch để làm biểu tượng. Cũng giống như ví dụ nè, người ta thường xuyên trong cuộc đời này lớn lên phải tập cho mình những cái anh hùng của xã hội, hút thuốc, uống rượu. Nhưng nếu mình không hút thuốc, uống rượu là nghịch đời rồi. Nhưng mà nghịch người ta, nhưng mà thuận ai? Thuận lá phổi, lá gan của mình, thuận gia đình của mình, thuận cuộc sống của mình, để cho cuộc sống bình an. Làm việc nghịch nhưng mà là thuận. Cũng như thế, nếu mình đang giận mà ai đó mà nói theo cơn giận của mình thì là thuận, phải không? Thuận theo ý cái vật của mình. Nhưng mà cái thuận đó thì lại là nghịch, làm cho mình tăng trưởng cái mức độ tức tối thêm lên. Ví dụ như mình đang tức cái người nào đó, tôi nói bà rồi, bà đâu có nghe tôi. Cái anh này, cái con nhỏ này sai không có được. Tức là mình đổ thêm vô, thuận với cái cơn giận của mình. Một lát sau mình tăng trưởng cái cơn giận mình lên. Nhưng người nào đó tới nói nghịch lại, thôi trời ơi, mình giận tức nó làm chi, nó như cháu con của mình vậy mà. Tao nói nghịch với cái ý mình hết. Nhưng mà lát sau thì lại là thuận. Cái đó là nghịch duyên, nhưng mà là thuận duyên. Trong cuộc đời này, mình phải nhìn lại coi mình thuận kiểu nào và mình nghịch kiểu nào. Có nhiều khi mình thuận nè, trời mưa lâm râm, cây trăm có trái, con gái có chồng, đàn ông có vợ, đàn bà có con. Đó, mình thuận đó. Nhưng mà rốt cuộc rồi, tôi có con ai nuôi? Thấy người ta có chồng, mình cũng có chồng theo, mà không biết gì hết trơn. À, tầm phù.
rốt cuộc khổ. Quý vị hiểu ý không? Thành thử ra có những cái mình thuận, thấy người ta làm mình cũng làm, mà không biết mình đang làm cái gì hết. Nhiều khi thấy người ta thọ Bồ Tát giới, mình cũng nhào vô mình thọ Bồ Tát giới, mà không biết Bồ Tát giới là cái gì hết đó. Để có giới tẩy vô, trời ơi hòa thượng này cao siêu lắm á, tới truyền giới bà nhào vô bà thọ đi. Đăng ký xong vô nghe tinh thần Bồ Tát giới xong chết cha tôi rồi. Pháp Hòa nghe những cái trường hợp như vậy, xong rồi lên hỏi thầy ơi có cách nào cho con xả giới không? Quý vị hiểu được chỗ đó không? Nhiều khi mình thuận mà lại không thuận. Cho nên bây giờ nói lại, cuộc sống của mình á, có những cái mình làm nghịch, nhưng mà mình phải quán chiếu rằng cái nghịch của mình nhưng sẽ làm hạnh phúc cho nhiều người. Ví dụ như á, mình phải ở trong chùa, mình chịu trách nhiệm mà thức khuya dậy sớm, nhưng mình biết cái sự hy sinh này của mình một lát nữa nhiều người người ta benefit lắm, thì mình biết được rằng đó là cái hạnh phúc của mình. Nghịch mà không khổ đau mà chính là hạnh phúc. Cho nên đôi khi nghịch nó không có gì xấu, mà tùy theo cái sự nghịch của mình và cái tư duy, cái quán chiếu của mình thôi. Thì quý vị nghe lại cái bài giảng đó, người Pháp Hòa giảng cái bài đó tên là Người Nhảy Khỏi Nước. Có thể lên YouTube search cái bài đó để nghe. Thì Pháp Hòa trích một cái bài kinh mà trong kinh Phật dạy nghịch dòng, thuận dòng, trụ lại, nhảy lên, và mình chọn cái nào. Có nhiều khi nhảy lên ai nhờ nhầm, nhảy nhầm cái chỗ gai. Tại trước khi nhảy không có chịu coi. Dạ, cảm ơn đại chúng. Chị hỏi đi. Dạ, thưa thầy, cho câu hỏi nãy thầy có nói cái đoạn là cái phiền não êm ái và cái phiền não không êm ái, thì con muốn hỏi thầy, nó giống như là phiền não thô và phiền não di tế luôn thầy. Xin thầy cắt đĩa thêm cho con hiểu cái phần đó. Cái câu hỏi là hồi nãy Pháp Hòa có nói là phiền não êm ái và phiền não không êm ái. Thì cô có hỏi thêm là nó có phải giống như là thô với tế, phiền não thô và phiền não vi tế không? Cái nào nó cũng có cái thô và cái nào nó cũng có vi tế. Ví dụ, bây giờ mình tức giận một người nào đó là phiền não không êm ái. Nhưng nếu mình đủ định tĩnh thì mình không đi tới hành động, gọi là vi tế. Nhưng nếu mà mình giận người đó, hãy nguýt người ta, đi tới đi ngang kênh người ta, thì đó là thô. Cho nên trong cái phiền não không êm ái nó vẫn thể hiện thô hay tế. Nhưng mà ngược lại, mình thích một người nào đó cũng có khi mình thể hiện thô hay tế. Thô là tới gần bắt tay, biểu lộ cái gì đó. Còn tế là mình chỉ đứng xa nhìn thôi, không có thể hiện ra một cách gọi là gì, lộ liễu. Nhất là những người mình chưa quen biết, mình mới gặp người ta, mình thích người ta một chút vậy thôi. Không lẽ chạy tới nói what's your name, uống cà phê không? Đó ta da liền á, ta nói trời sao kỳ vậy. Hiểu ý không? Cái nào nó cũng có thô có tế của nó. Thầy, con trai của con á, thì nó cũng thần tượng thầy lắm. Nó cũng đang follow một thầy trẻ. Nhưng mà nó nói với con là tại sao mấy thầy có kiến thức, có đầy đủ sự thông minh mà không ở ngoài đời đi làm kiếm tiền, ngồi đó chờ người ta cúng dường. Rồi con giải thích cách nào cũng được, mà con hỏi cái thầy đó, thầy đó giải thích nó không chịu. Tại vì đâu cần. Thầy giải thích sao? Quên là tốt. Khỏi phiền não. Thật ra đó, cái câu hỏi nó cũng không có gì không đúng, thực tế thôi. Thì tại sao các thầy không đi làm mà các thầy phải chờ sự dâng cúng? Bây giờ mình nhìn kỹ lại, các thầy có đi làm không? Đi làm còn hơn mình nữa. Mình 8 tiếng đồng hồ mình về mình ngủ thẳng cẳng. Một có nhiều thầy làm việc một ngày mười mấy 20 tiếng, làm những công việc mà khó làm lắm chứ đâu phải đơn giản đâu. Đây Pháp Hòa không có nói chuyện binh nha, nói chứ thầy chùa binh nhau. Dạ không. Bây giờ quý vị đừng có cần nhìn ai, cứ nhìn ni sư trụ trì đi.
Quý vị xin phép đại chúng là quý vị tới đây quý vị làm công quả ha. Đang làm nửa chừng mà con quý vị réo, quý vị dục nửa chừng quý vị đi về đó, thì cái cuối cùng ai hốt? Quý vị đi đi chùa xong quý vị tụng kinh rồi quý vị ra cửa, quý vị đi về, ai đóng cửa? Mình nói đơn giản vậy thôi. Như vậy thì các thầy, các sư cô cũng là người đi làm chứ, nhưng mà đi làm ở một cái công việc khác thôi, mà không cần phải nói động tới cái vấn đề tiền bạc thôi. Thì quý vị nhận cái sự giúp đỡ thì trợ duyên lại một phần khác. Đây Pháp Hòa không có nói cái vấn đề gọi là điêu linh tiền bạc, nhưng mà ở đây cuộc sống chúng ta trợ duyên cho nhau. Rồi chúng ta gọi là chúng sanh. Chúng sanh là chúng ta duyên nhau mà sống, gọi là chúng sanh. Chứ không phải nói ô vậy là gì, lại chùa có đặt, không phải. Ở đây là mình nói tự mình trong cuộc sống mình ý thức, mình trợ duyên cho nhau. Pháp Hòa ví dụ như sáng hôm nay Pháp Hòa đến đây, Pháp Hòa không hề có một cái đặc để gì hết. Nhưng quý vị cũng chuẩn bị cho Pháp Hòa một ly nước, chuẩn bị cho một cái chỗ ngồi. Đó là chúng ta tự nhiên chúng ta trợ duyên cho nhau thôi. Mà Pháp Hòa về đây Pháp Hòa nói chuyện, mặc dù trên hình thức là quý vị thấy ni sư nói rất là khiêm cung, là năn nỉ để được thầy về, mà thật sự ni sư cũng là người trợ duyên để Pháp Hòa mới được gặp quý vị. Nếu ni sư không tổ chức, không làm, Pháp Hòa cũng đâu được cơ hội gặp quý vị đâu. Phải không nè? Thành thử ra nếu nói cho cùng là ni sư mới là người giúp Pháp Hòa, chứ Pháp Hòa là người giúp ni sư. Tại vì Pháp Hòa chỉ có một thôi, mà ni sư đủ khả năng để kêu gọi quần hùng buổi sáng nay. Phải không? Trong cuộc sống là một sự trợ duyên. Cho nên là trong những cái câu mà chúng ta nhận cúng dường, tài, pháp, nhị thí, người ta bố thí tiền của, có người bố thí pháp. Trong cuộc đời này á, nếu mà chúng ta chỉ focus vô vấn đề đi làm kiếm tiền mà thiếu những người đưa lên những đạo đức của cuộc sống, thì con người chỉ một thuần một cái là kiếm tiền. Mà con người có thể vì kiếm tiền mà quên đi cả cái nhân nghĩa đạo đức. Vậy thì trong cuộc sống có những người cần đi làm kiếm tiền, và có những người đứng lên để nói những phương thức đạo đức để chúng ta tìm cuộc sống. Xin phép đại chúng tình cảm với nhau nè, mà không có đạo đức chúng ta cũng có thể phá gia can, phá hạnh phúc của nhau. Đó, bạn bè giao tiếp, qua lại giữa nam nữ, vợ chồng, nếu chúng ta không có một cái giới thứ ba mà đạo đức của nhà Phật đó, mình phải phải vi phạm vào những cái chuyện đó, chứ đừng nói tiền của không đó. Ngay cả tình cảm chúng ta cũng có thể vi phạm. Rồi anh em với nhau nè, vì tiền của mà cũng có thể hận thù, nghĩa là thưa kiện với nhau nữa. Nhưng mà có cái đạo đức xen vào, cuộc sống nó sẽ khác. Thì ai là cái người nói cái chuyện đó? Chính là những người tu sĩ của đạo Phật, của Thiên Chúa, của Tinh Lành, của tất cả các đạo giáo. Các vị nói những điều đó để làm gì? Để gửi cho chúng ta một thông điệp đạo đức trong cuộc sống của chúng ta. Xin phép đại chúng, nếu chúng ta nấu ăn trong một cái nhà hàng buôn bán thiếu đạo đức, chúng ta vì tiền mà chúng ta có thể làm những điều mà sai phía sau thực hành, điều đó không thể tránh. Bất cứ một cái môn nào cũng vậy thôi. Phải không nè? Thành tử ra các vị xuất gia, các vị tu sĩ nói chung, những cơ sở tôn giáo nói chung là những nơi đưa lên những cái ý tưởng để chúng ta đưa vào đó những cái tâm lành để chúng ta làm việc với nhau. Nếu mình có tín ngưỡng nào, mình về tín ngưỡng đó để được nghe những lời giáo huấn để mình ứng dụng trong cuộc sống mỗi ngày. Rồi các vị đó có thời giờ để nghiên cứu, để làm những việc đó, thì buộc lòng người ta không thể làm việc khác. Hễ mình bận, thí dụ như người mẹ ở nhà lo cơm nước, chăm sóc gia đình, thì đâu có thời giờ để đi làm. Thì cha hay là con đi làm về phụ cho mẹ, để mẹ có tiền mới lo. Thì cuộc sống nó cũng vậy. Cũng ngược lại, nếu ai cũng ra ngoài biên thùy để mà đánh giặc bảo vệ non sông, thì ai ở bên trong này lo hậu phương để mà dạy học sinh, những đứa nhỏ nó mới lớn lên. Cho nên có những người ra ngoài bảo vệ cho tổ quốc, cho quê hương, thì cũng có những người ở lại để lo những công việc an ổn cái nội bộ. Cho nên chúng ta có ngoại, chúng ta có nội, phải không? Ngoại hộ và nội hộ. Đó, bây giờ quý các vị tu sĩ trong nhà, trong chùa là nội hộ đó, chăm sóc chùa chiền, lo cái mặt tinh thần.
thì phải có những người bên ngoài lo bên ngoài. Đại khái vậy thôi. Còn thực tế là đã như vậy, còn mình tiếp nhận nó hay không tùy theo cái tư kiến, cái kiến của mình. Tại vì ai cũng có tự cái thấy của mình. Nhưng nếu mà chúng ta thấy có những cái chúng ta thấy nó thoáng thì chúng ta sẽ làm cho cuộc sống mình nó nhẹ hơn. Còn nếu chúng ta thấy mà chúng ta bám vào thì chúng ta tự chúng ta định vào một cái thấy đó, gọi là định kiến đó. Mà cái định kiến đó có thể làm cho mình bị bế tắc và không thông. Cho nên tất cả đều là cái thấy. Nhưng thấy như thế nào để chúng ta có sự cảm thông, thấy như thế nào để chúng ta có sự hiểu biết. Chúng ta có cảm thông thì chúng ta sẽ đi tới sự ôm ấp, tình thương, nhẹ nhàng. Còn nếu chúng ta không có cảm thông thì ngay đó chúng ta dừng. Cũng như giống như mình uống thuốc trụ sinh đó. Mình đau cổ, mình bệnh đó. Bác sĩ cho mình 10 ngày trụ sinh, nhưng uống mới có 5 ngày thấy khỏe, dừng thuốc. Nhưng mà thực tế trụ sinh phải uống đủ 10 ngày hay 7 ngày để nó diệt hẳn cái vi trùng trong cơ thể của mình. Nhưng uống mới có 3 bữa 5 ngày hết, dừng thôi, nó sẽ trở lại bệnh. Phải không? Thành thử cũng như thế. Nếu chúng ta dừng lại đó thì chúng ta sẽ hạnh phúc hay khổ đau ngang đó thôi. Còn nếu chúng ta thông hơn thì cuộc sống nó sẽ nhẹ nhàng hơn. Vậy thôi. Dạ. Yeah. Dạ thưa thầy, Nam Mô A Di Đà Phật. Mẹ con có 3 người con. Con là nhỏ nhất. Và con có một chị lớn. Chị con ngày xưa rất là giàu. Nhưng mà chị bây giờ chị bị xuống cấp phá sản. Rồi tụi con thì hay rất đi chùa hay làm phước, nhưng mà chị con thì không có làm phước. Nhưng mà mẹ con thì bây giờ rất là khổ tâm cho chị đó. Nhưng mà con thì hay bố thí gạo, nhưng mà con có khuyên chị là hay đi chùa làm phước, bố thí gạo mình không có ít thì có nhiều, nhưng mà chị đó không làm. Rồi con có nói với mẹ, ví dụ như chị không làm thì mẹ có thể làm cho chị. Con muốn hỏi thầy, mẹ con làm cho chị con như vậy thì có được không ạ? Nam Mô A Di Đà Phật. Quý vị nghe rõ câu hỏi, thí dụ một người người ta chưa biết bố thí, mình bố thí mình hồi hướng cho người đó có được không? Dạ được. Tại vì khi chúng ta hồi hướng, nghĩa là chúng ta hồi, nghĩa là quay trở lại. Hướng là chúng ta hướng về. Vậy thì trước khi chúng ta hướng, chúng ta phải hồi. Hiểu ý không? Hồi hướng có 4 cách. Hồi tiểu hướng đại, hồi sự hướng lý, hồi nhân hướng quả, hồi tự hướng tha. Đó là 4 cách hồi hướng. Hồi tự hướng tha là mình nhìn lại mình, cái của mình cho bố thí để hồi hướng cho người kia. Của này là do tự mình có, mình cho hay mình chôm của người khác. Thì cái đó gọi là hồi tự hướng tha. Bây giờ Pháp Hòa ví dụ, Pháp Hòa muốn cho tiền con mình đi học. Thì đối với đứa con á, là mình cho tiền con đi học, con sẽ appreciate mình, trân quý mình. Nhưng mà bù lại tự mình biết tiền để đâu ra, mình lường gạt người kia, mình ăn cắp của người kia, mình cho con mình. Như vậy mình cho người ta mà mình quên nhìn lại cái của mình cho là từ đâu. Như vậy thì cái tác dụng của nó không có nhiều, là tại vì mình chôm mình đưa. Cái đó gọi là hồi tự hướng tha, phải không nè? Hồi nhân hướng quả. Cái quả mình cho con mình học hành là tốt, nhưng mà cái nhân này từ đâu mà có? Nhân này là nhân trộm cắp. Hồi sự hướng lý, cái sự là mình có cho thủa thật, nhưng mà cái lý mình cho nó có đúng không? Ví dụ mình con mình nó cờ bạc mình cho, thì cái này là trật lý nè. Cái sự là mình vẫn cho con mình tiền, nhưng mà mình không quán chiếu được cái đạo lý mà chúng ta cho nó là gì cái gì. Đó, Pháp Hòa giải thích rộng để lát trở lại cái chỗ đó. Rồi hồi sự hướng lý. Rồi cuối cùng là gì? Hồi tiểu hướng đại. Có thể việc làm mình tuy nhỏ thôi, nhưng mà cái tấm lòng của mình rất lớn. Thì trường hợp của mẹ, mặc dù việc làm của mẹ nó không ảnh hưởng nhiều đến chị, tại vì nếu đích thân chị thì nó sai nữa, nhưng ít nhất trong giây phút này mẹ cũng đã làm một điều gì cho chị. Nhưng mà nói cho cùng, cái người mà hồi hướng và cái người nhận hồi hướng, ai là người benefit trước? Chính là mẹ. Tại vì ít ra lòng của mẹ cũng mở ra. Thí dụ bây giờ mẹ không khe, mẹ không lo, kệ nó đi,
khổ hơn mẹ là con. Bây giờ vì thương con mẹ bố thí, cho nên mẹ đã mở lòng từ bi trước rồi. Vậy thì chúng ta cũng thế. Khi chúng ta nghĩ một điều xấu gì cho ai, người thứ bị xấu đó chưa xấu, nhưng mà người xấu đầu tiên chính là tư tưởng và tâm linh của mình, con người của mình. Cho nên đừng ngồi đó mà chúng ta nói xấu người này người kia. Khi chúng ta chưa biết gì về họ, những việc làm của họ, thì có một cái lỗi rất lớn. Không biết gì về người ta mà nói trật về người ta là tự mình tạo cái lỗi cho mình. Người ta có xấu không? Do mình quảng cáo người ta à? Nhưng mà tự mình đã xấu rồi, mà mình cứ nghĩ rằng mình là người tốt, dám phá tà hiển chánh. Làm sao mình biết người ta tà hay chánh mà chúng ta nói? Cho nên chưa đủ tuệ giác thì không dám, phải không? Cho nên làm được việc đó tốt. Pháp Hòa giải thích rộng bốn chữ, hai chữ hồi hướng: hồi tiểu hướng đại, hồi sự hướng lý. Trên hình thức là sự, mẹ hồi hướng cho con qua những việc bố thí, quá tốt, phải không? Chứ mẹ không làm, thí dụ bây giờ mẹ lường gạt đầu này đầu kia, mẹ cho chị thì cái đâu có tốt nha. Dạ thưa thầy, ví dụ như mẹ con thì kinh tế cũng eo hẹp, ví dụ con thì hay ít về Việt Nam mà con gửi về cho mẹ làm. Ví dụ những lúc con về thì con làm cho chị con có được không ạ? Tất cả đều được hết. Tại vì á, phước á, thì cũng có phước cộng phước, nhưng mà tội thì nó cũng có cộng tội, thấy không? Ví dụ Pháp Hòa ví dụ vậy nè, quý vị thấy một người nào khổ, quý vị nói tội nghiệp quá à. Nhưng mà nếu một người nào sung sướng, mình có câu gì để khen không? Chị sao tại chị thì mình thấy có cái tội nghiệp không, mà không thấy cái câu thứ hai là phước nghiệp. Thí dụ mình thấy người đó được con thương, gia đình hạnh phúc, mình nói phước nghiệp. Đó là cái phước, cái là cái nghiệp mà nghiệp phước. Còn nếu mà mình thấy một người làm việc xấu thì mình nói là tội nghiệp. Như vậy đừng có nghĩ rằng cuộc đời này chỉ có tội nghiệp mà không có phước nghiệp, phải không? Mẹ và chị đều có phước. Mẹ, chị rất có phước được mẹ thương bằng một cách tinh thần mà không có phải làm gì khác. Thí dụ mình tụng một thời kinh hồi hướng cho người ta, có phước lắm mới được ta nghĩ ta hồi hướng cho mình. Nhiều khi bạn bè mình nghe người ta bệnh, mình tụng thời kinh mình hồi hướng cho người ta, thì cái đó là cái phước của cái người bạn. Vì mình bệnh mà bạn vẫn nhớ tới mình. Cho nên đại chúng nhớ là trong cuộc đời này, chúng ta được ai thương mến, đừng nghĩ gì cả, cứ nghĩ đó là cái may mắn, cái phước của mình. Và mình trân quý những cái gì người ta làm cho mình, để mình đừng có mất phước. Ôi thương yêu gì tôi mà giả bộ đó. Nói vậy chứ, tự mình nói vậy mình cũng đã làm cho cái tư tưởng mình nó negative rồi, phải không? Cho nên chính như vậy chúng ta cứ tạo thành những cái khối nghiệp negative, tiêu cực trong tâm mình, không biết nhận diện những gì người khác làm cho mình. Cho nên rồi mẹ cũng vậy, thay vì mẹ sống dửng dưng, ngày nay mẹ biết nghĩ tới con, cả hai đều có phước nên làm, thấy không? Thay vì chúng ta chỉ không quan tâm với nhau và quan tâm nhau, cái nào nó hay hơn? Tốt. Dạ con cảm ơn thầy. Để Pháp Hòa nói thêm này cho nó trọn. Nhưng mà lỡ ví dụ mình có một người thân bị bệnh, bây giờ làm sao để mình bố thí tiền của họ đây? Họ bệnh mà, mình lấy tiền của họ mình cho người khác. Nhưng mà trước khi cho mình nói với người bệnh, dù ba mình, mẹ mình đang nằm đó bệnh, mẹ còn ít tiền của, con lấy tiền của mẹ con bố thí cho người nghèo nha, con nói cho mẹ biết để mẹ đồng hoan hỷ với con, mẹ con mình cùng bố thí giúp người nghèo bằng tiền của mẹ. Mình nói cho người bệnh xong rồi mình cũng tâm tư mình cũng nghĩ như vậy, để làm gì? Để mình gieo cái tư tưởng thiện lành trong tâm của người bệnh. Có thể họ bệnh nó chưa nghĩ tới chuyện đó, nhưng chúng ta còn khỏe, chúng ta nghĩ tới chuyện đó thì chúng ta nên chia sẻ. Đừng nghĩ người đó bệnh không biết gì, họ không đủ khả năng phản ứng lại thôi, chứ thật sự tâm thức họ tiếp nhận những gì mình nói hết. Dạ. Tất cả đều hơn hết. Rồi câu hỏi cuối cùng. Cô bạn của con là
bị bệnh nan y. Thì khi mà cô phát hiện bệnh nan y á, thì cô có vái là sẽ ăn chay trường suốt đời. Nhưng mà trong thời gian chữa bệnh á, thì cô không có sức khỏe nên cô không có ăn. Cho đến bây giờ cô cũng không ăn được chay trường. Thì cô rất là lo. Cô muốn hỏi là cô có bị tội hay không, hay là cô nên như thế nào á. Nhưng mà cô này, cô bạn của con thì làm phước rất là nhiều. Mình làm một cái việc gì mình nguyện mình ăn chay trường, hay bất cứ một cái nguyện nào, nhưng mà sau đó vì hoàn cảnh nào mình làm chưa được. Ví dụ như giờ muốn ăn chay trường mà sức khỏe không có, thì đâu phải tại mình muốn quỵt cái lời nguyện đâu, mà tại vì mình không đủ cơ duyên để làm việc đó. Mà trong cuộc đời này đâu phải chỉ ăn chay trường mà còn làm được rất nhiều thiện sự khác. Nếu chị có khả năng bố thí cho người khác, giúp đỡ cho người khác cũng tốt, không sao cả. Cái quan trọng là tâm mình đã hướng thượng, hướng thiện. Mình muốn hoàn cái nguyện của mình, nhưng vì hoàn cảnh chúng ta không làm được việc này thì chúng ta làm việc khác. Đức Phật có dạy trong Kinh Pháp Cú đó, như từng những cánh hoa kết lại thành một tràng hoa. Cũng như thế, ở nơi thân sanh tử này, chúng ta có thể làm được rất nhiều thiện sự, chứ không phải chỉ một việc ăn chay trường. Làm được tất cả thiện sự nào chúng ta làm, để đừng lãng phí cái thân sanh tử tạm bỡ này. Như từng những cánh hoa, từng những đóa hoa, chúng ta kết lại thành một tràng hoa. Thân sanh tử này tạm bỡ, nhưng đừng để nó lãng phí, mà hãy dùng nó một cách trọn vẹn, có thể bất cứ việc gì. Cho nên nấu ăn cũng được, quét nhà cũng được, nói pháp cũng được, đọc kinh cũng được, bất cứ thiện sự gì làm được bởi cái thân sanh tử này, không phí. Vì cô hiểu được chỗ đó. Rồi. Bây giờ có một câu hỏi tiếng Anh, mà cần trả lời tiếng Anh hay trả lời tiếng Việt? So you want English or you want Vietnamese? À, vậy hả? Tại ghi tiếng Anh hỏi. Ok. Rồi, câu hỏi là religion is a philosophy or history? Is that what you mean? Yes, sir. Ok. So you want English or you want Vietnamese? Ok, I choose Chinese then. Ok, rồi. Câu hỏi của chị là tôn giáo là lịch sử hay là tôn giáo là triết lý? Cả hai. Nếu chúng ta nói, bây giờ thôi mình nói chuyện đạo Phật đi. Nếu chúng ta nói đạo Phật có từ lúc nào, thì chúng ta hỏi đạo Phật nào? Đạo Phật lịch sử hay đạo Phật triết học? Đạo Phật triết lý, đạo Phật là tu. Nếu đạo Phật lịch sử thì đạo Phật có mặt trên thế gian này kể từ sau ngài Đức Thích Ca Mâu Ni thành đạo, cách đây 2600 năm về trước. Đó là đạo Phật lịch sử, khai sáng ở quả đất này do một thái tử Sĩ Đạt Ta. Sau 6 năm tầm đạo tu tập, ngài đã trở thành một bậc tỉnh thức giác ngộ, để mở một con đường, mở một cái đạo giáo đại khái vậy ha. Đây là đạo Phật lịch sử, history. Nhưng nếu nói đạo Phật của lý tánh, là đạo Phật là con đường để sống, để tu tập, để chuyển hóa, thì đâu phải chỉ sao Phật Thích Ca, mà nó đã có mặt trong vô thủy vô chung. Lúc nào có con người khổ đau thì lúc đó có phương pháp chuyển hóa. Như vậy đạo nào cũng cả hai cả. Lịch sử cũng được, mà đạo lý cũng được. Depends, tùy vào cái câu mình muốn biết cái gì. Mình muốn biết đạo Phật lịch sử thì đạo Phật lịch sử nó chỉ mới có 2600 năm nay thôi. Còn đạo Phật của lý tánh, thí dụ như trước khi Đức Thích Ca Mâu Ni thành đạo, để mở một cái gọi là đạo Phật, ngài lấy cái gì để ngài tu? Ngài lấy cái gì để ngài tu để ngài thành đạo? Như vậy đạo đó có trước rồi, ngài phải nương cái đạo đó ngài tu để ngài mới có được cái đạo Phật bây giờ. You understand? We have the Buddhism is the way of life. It's not only after Buddha's enlightenment. It's already there. Cũng giống như bây giờ Pháp Hòa ví dụ vậy nè, cái người đó không phải là Phật tử,
Họ chưa bao giờ biết quy y Tam Bảo gì hết, nhưng cuộc sống của họ, họ không làm những điều phi đạo đức. Họ đạo Phật chưa? Họ là đạo Phật rồi. Vậy thì cái đạo đó không có lời lẽ ngôn từ lịch sử gì cả, nó là đạo lý để sống. Mà đạo lý này nó bàn bạc trong cuộc sống của mình. Nãy giờ sáng giờ Pháp Hòa thưa chuyện với quý vị, quý vị thấy có gì dính dáng tới đạo nào không? Đâu phải đạo Phật phải không? Nhưng mà là đạo Phật. Vì Phật là tỉnh thức, là giác ngộ. Mình sống như thế nào để đừng tổn hại mình, đừng tổn hại người, đừng tổn hại cả hai là đạo Phật. Thôi chúng ta hết đi. Xin thưa đại chúng là hình như giờ nóng máy rồi đó. Câu hỏi quá chừng phải không? Nhưng mà thời gian thì chúng ta không đủ. Hẹn tối nay. Tối nay 6 giờ. Có cái cô này cô muốn thầy rờ cái đầu cho cháu một cái. Dạ. Được mấy tháng rồi? Dạ cháu hơn tháng. Hơn 5 tuổi rồi hả? Dạ, một Phật chúc nguyện cho cháu sức khỏe bình an, thông minh học giỏi, lớn lên làm người hữu dụng cho đời. Con ai đem bỏ chùa này? A Di Đà Phật, con thầy thầy mang. A Di Đà Phật, thầy con xin thầy đặt tên đại nó. Tên gì? Dạ nó xin tên để thầy tên của Pháp Danh. Pháp Danh nó đặt cho nó Tâm An. Dạ Tâm An. Tâm An. Quá hay quá, nó xin An thì thầy đặt tên là Tâm An. Dạ. Tâm An là mẹ 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 cái đứa này mẹ 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 mẹ. Nam mô Thập Phương Thường Trụ Tam Bảo. Nam mô Đông Phương Giáo Chủ Tiêu Ta Diên Thọ Dược Sư Phật. Nam mô Nhĩ Căn Viên Thông Tầm Thinh Cứu Khổ Quán Thế Âm Bồ Tát. Hôm nay đệ tử chúng con vân tập tại Đạo Tràng Quang Minh để có buổi sinh hoạt Phật Pháp này. Chúng con nguyện đem tất cả công đức thiện lành của hôm nay, xin nguyện cầu cho Đạo Tràng được hưng thịnh, Phật Pháp được cửu trụ thế gian này. Đặc biệt là xin hồi hướng công đức kỳ an cho các Phật tử Phạm Justin, Pháp danh Hoàng Nhơn, 28 tuổi. Phật tử Phạm Ryan, Pháp danh Hoàng Hải, 26 tuổi. Phật tử Huỳnh Trần Trác Linh, Pháp danh Nhuận An, 33 tuổi. Phật tử Phạm Thị Oanh, Pháp danh Tâm Hòa, 81 tuổi. Phật tử Châu Ngọc Liên, Pháp danh Diệu Hoa, 81 tuổi. Phật tử Lê Thị Thông, Pháp danh Nguyên Minh, 59 tuổi. Chư Phật tử Hoàng Phi, Hoàng Chi, Nhuận Hương, Thành Ngọc, Minh Lợi, Minh Pháp, Diệu Thọ, Nhuận Bình, Nhuận Châu, Diệu Phúc, Minh Phước, Từ Tính, Diệu Trí, Trịnh Xuân Hậu, 68 tuổi, Trần Lý Văn, Pháp danh Chơn Nhã, 61 tuổi, Như Ái, Stephanie, Nguyễn, 30 tuổi và Trương Dương, Thiên Mỹ, 8 tháng tuổi. Cùng tất cả hiện tiền đệ tử chúng con đang có mặt ở đây cũng như vắng mặt. Nguyện nhờ công đức thiện lành này tất cả đều được thân tâm an lạc, tai chướng tiêu trừ, tinh tấn tu học phúc tuệ trang nghiêm, hiện đời làm những hộ pháp, Phật tử thuần thành trợ duyên cho Tam Bảo, mai hậu được đắc quả Bồ Đề. Cầu thần lực Tam Bảo gia hộ cho tất cả chúng con sở nguyện được tùy tâm viên mãn. Nam mô Chứng Minh Sư Bồ Tát. Nguyện ngày an lành, đêm an lành,
đêm ngày sau thời thương an lành tất cả các thời đều an lành xin nguyện từ thượng gia hộ Nam Mô Tiêu Tai Giang Kiết Tường. Nam Mô Tiêu Tai Giang Kiết Tường Bồ Tát. Nam Mô Tiêu Tai Giang Kiết Tường Bồ Tát Ma Ta Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng bạch Thầy, đạo tràng Phật tử chúng con thật vô cùng hạnh phúc và hoan hỷ khi Thầy đã hướng dẫn và chỉ dạy pháp môn tu tập cũng như lời dạy của Đức Phật trong cuộc sống hàng ngày để chúng con ứng dụng tu tập bớt khổ thêm vui. Đối với bản thân con không có nói gì hơn ngoài sự hạnh phúc và vui mừng. Ngoài tưởng tượng của con khi con nghĩ rằng là Thầy chỉ ghé đến để thăm đạo tràng chúng con mà thôi, nhưng Thầy đã thương ban pháp thoại và hướng dẫn tận tình cũng như chú nguyện cầu nguyện cho chư Phật tử trong đạo tràng chúng con. Ân đức này chúng con nguyện cố gắng tu tập tinh tấn nhiều hơn nữa để không phụ tấm lòng tình thương của Thầy đối với chúng con cũng như đạo tràng chùa Công Minh và quý Phật tử hiền diện. Chúng con kính chúc Thầy luôn luôn được nhiều sức khỏe, bình an để Thầy luôn trang trải Phật Pháp cho tất cả muôn loài được nghe theo và thực hành theo lời Phật dạy được thân khỏe tâm an. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Thầy, vì thời gian con được biết thì rất là ngắn, cho nên sự tiếp đón đối với Thầy cũng như quý Phật tử không được chu toàn. Ngưỡng mong Thầy với đại chúng từ bi hoan hỷ và lượng thứ cho con. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch đại chúng, như trước khi vào thời pháp thoại Quảng Nghiêm có thưa và đại chúng rồi là Thầy không có thời gian, bây giờ là quá thời gian luôn rồi. Thành thử như quý vị, Thầy sẽ cho phép mình chụp chung một tấm hình là được rồi ha. Còn mình lấy cái tâm đó để mình chụp Thầy vào trung tâm forever nha. Giống như cô nói rồi. Và quý vị giữ sự yên lặng như vậy, cô rất là cảm ơn và biết ơn quý vị. Đó là cái nhân duyên mà cô nghĩ rằng là nếu có lần nào về lại Houston thì chắc Thầy cũng cho chúng con được cung thỉnh Thầy A Di Đà Phật. Không, mà Thầy thấy đạo tràng yên lặng và dễ thương không Thầy? Dạ, cho nên là Thầy sẽ trở lại. Dạ dễ, dạ thương dễ. Giống như Thầy nói là khó chiều, mình phải chiều khó thưa Thầy. Dạ.